tình hình chú Năm hết Covid vậy rồi là cho xuất viện rồi về, xin tính về ở đâu sư huynh? Về ở nhà anh hay là ở bên đây? Ai dọn? Dọn nhà cửa đồ ngon lành được không? Thì về nằm đó hả chú Năm? Hả? Trời cho thằng tôi cho rồi chứ tôi giờ Cho nằm đâu nằm đó chứ biết đâu giờ. Vậy là thứ hai xuất viện. Hôm mai xuất viện xong về nhà nằm. Về nhà uống thuốc nam. Làm sao? Làm sao? Dạ. Ở đây có ông cụ này muốn vui lắm. Gì chú vậy sư phụ? Cái gì á? Con giò này quá nhất làm sao đây? Không muốn hỏi bác sĩ, hỏi con biết được đâu con mò. Chú bị tiểu đường hả? Trời ơi. Hoài tử. Không có dắt gì hết mà vậy. Dạ, nhất. Không tiểu đường mà sao hoại tử dữ ta? Bây giờ làm sao? Tình hình thứ hai là rút quân đó. Rồi sao? Anh tính sao? Tính tiền viện phí chưa? Chắc mai sáng đưa sớm vậy. Nay còn xương da không chứ? Chú ông mất 4 ký à chứ nhiều. Cần thở rồi. Sao cho con mấy ký lô mà còn rớt 4 ký nữa. Ông xuống ký ông lo chứ tôi xuống ký tôi mừng dữ dằn lắm chứ. Tôi xuống được ký nào tôi mừng, tôi cân hoài ngày nào cũng cân cân mà xuống được ký tôi nhảy nhảy tưng 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 tôi mừng. Nói gì tới ký xuống được vài trăm gram. Xuống vài trăm gram tôi cười quá trời luôn. Báo cáo tình hình xuống 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 vài trăm gram. Bởi tôi nói ăn uống thì cũng ăn chừng mực thôi. Bây giờ ăn cơm thì ngày có nhiêu ba bữa, người Việt Nam mình ăn cơm ngày ba bữa. Bởi vì cho nên nó giờ cái xã hội nó quá rồi, ta ăn cơm ngày hai bữa thôi, sáng chén chiều chén là đủ năng lượng rồi. Ăn chi mà ăn ba bữa rồi ăn cho mập thay vậy? Ăn mập rồi nó sinh ra đủ thứ bệnh hết trơn. Thấy không tôi nè đó. Biết rồi. Vậy mà trong nhà là đồ tập thể dục đủ luôn vậy. Máy tập thể dục đủ chưa? Em xin đâu cho đâu. Đâu em có ăn, có dám ăn đâu mà tại nó ta hửi không khí không ta cũng mập nữa. Còn ông thôi, còn ông giờ thua rồi. Ngày mai được xuất viện rồi đó. Ngày mai được xuất viện rồi. Mà tình hình còn mệt vậy sao xuất viện sao về được? Anh ba Kim nói là chú là ngày mai xuất viện rồi đó. Xuất viện rồi còn mệt về rồi sao chú Năm? Người thì người ta 68 kg. Người thì người ta càng ngày càng mập, còn người thì càng ngày càng ốm. Ăn chắc đi đợt này về số lãi đương Kim ơi. Ăn chắc sên lãi ăn hết. Uống thuốc không? Bữa mẹ em có thuốc gì thuốc dành cho người gầy á. Uống không? Lấy lên cho vài viên. Thầy ông nói tôi muốn mập á là gì học tháng 1 là đi lên mấy ký đô mình. Phải không? Mà tính giữ phọt vậy đó hả? Giữ phọt không? Giữ đặng cho có người tao ganh tệ chơi vậy hả? Được nhiêu ký anh kia? Được nhiêu ký? Nay còn có 45 ký hả? 45 ký hả?
45 kg bằng nửa ký tôi. Tôi đời tôi giữ là 49-50 mà anh nay nó còn 45. Hồi xưa, hồi thời trai trẻ là cũng vậy đó hả? Có cái thời tôi đi học rồi xìu đó, rồi lúc đó tôi lên được 54 kg. Giữ luôn 54 ngon rồi. 54-55. Tóc là rất tóc đen rồi đó ha. Vô thời nào đâu tôi không thấy chứ thấy tới thời tôi là thấy rồi, tàn tạ nhung nhan. Già rồi cũng phải xấu đi chứ, già rồi thì cũng nó cũng phải phải rụng lá chứ, còn cây thì già thì mới rụng lá, lá già rồi phải khô. Rồi lần lần phải đi phải không? Chịu nhung lên chưa? Chưa. Có đợi không? Đợi trời không? Không. Chờ đợi gì trời. Giờ nào ngày nào cũng lên chờ đợi gì hả? Biết đâu để lên lúc nào. Giờ tình hình chú Năm về là đưa lại nhà cũ. Đưa về đó đi từ từ tính. Trời, đi gì đâu chứ. Đi về đâu cũng từ từ biết hả? Về đâu. Nghe xuất viện mừng không, chú Năm? Không. Tính ở trong bệnh viện luôn á, gì mà gật đầu. Chú về nhà đừng cho anh ba Kim còn đi làm rồi chứ. Chứ mà chú ở đây anh ba Kim anh tối ngày anh ở đây với chú không, đâu có đi làm rồi, đâu có tiền bạc gì đâu mà sống. Mục tiêu tôi cuối năm nay cưới vợ nữa. Cái này chắc nói nhà gái thôi, nhà gái lo hết đi. Vậy là hai đứa hôm qua đang bàn chuyện cưới đó hả? Chưa. Khóc mấy ngày nay khóc hu. Ngày mai là về rút quân nha. Bác sĩ đuổi rồi. Rồi nào giờ không có vợ luôn hả? Thì uống nước quá, giờ uống nước đi, trời quá. Có gì vậy ta? Dạ. Giờ uống nước quá, giờ uống nước đi. Thèm gì? Nước. Thèm nước hả? Thèm nước quá, không cho uống gì chân rồi, đứng nói hoài. Nói lắm. Cho uống nước đi kìa mai, chắc nó có rồi. Và uống nước đầu tiên, lấy nó tặng đưa. Ai? Kìa bà Kim. Dạ. Nước bà uống con. Trời, em đưa không chịu luôn. Ông chuyên môn rồi. Không có chuyên môn, ông đâu. Ông không chuyên môn hả? Rồi giữ. Bài đặt ha, bài đặt chảnh ha. Bài đặt chảnh ha. Ừ. Diện Kim ơi hết ha. Ông không có chuyên môn đâu. Làm gì đủ thứ hả? Đúng rồi, tôi không có chuyên môn, đúng rồi. Bỏ thuốc độc ra những nậu. Yến hả? Hút yến trước. Dỡ. Bữa nay gọi là mệt, không còn quậy gì luôn. Mà bác sĩ nói ngày mai là phải xuất viện. Tại vì hết Covid. Đúng rồi. Không có nghe cái chuyện mà cái hộ nghèo mà được hỗ trợ con heo
Làm sao? Dạ. Là anh giống như tình trạng này hả? Dạ. Lúc này Kim ơi không ha, Kim ơi không. Hôm qua là nói chuyện nhiều lắm á. Nay mệt rồi. Nghe ép ông già này ăn cháo, ông cũng đòi ăn cháo rồi đó. Dạ. Ngày nay là không nghe nói gì luôn. Ráng hôm nay, ngày mai về nhà rồi. Vậy là nó đưa bả mà không có đưa luôn anh kia.